Giá gà vịt tại các trại cụ thể như sau, giá gà thịt lông màu ngắn ngày miền Bắc dao động trong khoảng 62.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày miền Trung dao động trong khoảng 60.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày miền Đông dao động trong khoảng 41.000 đồng mỗi kg, gà thịt lông màu ngắn ngày miền Tây dao động trong khoảng 42.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Bắc dao động trong khoảng 24.000 đồng mỗi kg, gà thịt miền Trung giao động trong khoảng 23.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Đông giao động trong khoảng 23.000 đồng mỗi kg. Gà thịt, miền Tây giao động trong khoảng 23.000 đồng kg. Giá vịt thịt Super M. miền Đông giao động trong khoảng 35.000 đến 36.000 đồng mỗi kg. Giá vịt thịt riêng bao, miền Đông giao động trong khoảng 36.000 đến 37.000 đồng kg. Giá gia cầm tại các địa phương, cụ thể như sau. Giá gà mía tại Nghệ An là 90.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 86.000 đồng mỗi kg, tại Hà Nội là 90.000 đồng kg. Giá gà Minh Dư tại Hồ Chí Minh là 60.000 đồng mỗi kg, tại Đồng Nai là 60.000 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắk là 57.000 đồng mỗi kg, tại Nghệ An là 55.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 50.000 đồng kg. Giá gà ri tại Nghệ An là 67.000 đồng mỗi kg tại Phú Thọ là 50.000 đồng kg, giá gà nòi tại Cần Thơ là 70.000 đồng kg, giá vịt tại Hồ Chí Minh là 37.000 đồng mỗi kg, tại Đồng Nai là 38.000 đồng mỗi kg, tại Cần Thơ là 40.000 đồng mỗi kg, tại Đắk Lắk là 35.000 đồng mỗi kg, tại Nghệ An là 35.000 đồng mỗi kg, tại Phú Thọ là 34.000 đồng mỗi kg, tại Hà Nội là 34.000 đồng kg. Theo ghi nhận mới nhất, giá trứng gà hôm nay cũng không có gì khác so với nhiều ngày trước đó giữ nguyên giá bán cũ trong thời gian dài. Trong đó giá trứng gà trắng là 1.900 đến 2.400 đồng mỗi kg, giá trứng gà đỏ khoảng 1.700 đến 2.000 đồng kg. Lưu ý khi tái đàn vật nuôi, chuồng trại, chuẩn bị tốt điều kiện về chuồng trại trước khi nhập đàn, thiết kế bố trí chuồng trại và trang thiết bị chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, bố trí cổng ra vào trại chăn nuôi có hàng rào xung quanh khu vực chăn nuôi, kiểm soát chặt chẽ người và động vật ra vào khu vực chăn nuôi, có lưới bao xung quanh chuồng nuôi và biện pháp khác ngăn chặn côn trùng và vật chủ trung gian khác truyền bệnh, chuột, chim, ruồi, mũi. Thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, sát trùng, tiêu độc, phòng bệnh, tại cổng và tại lối ra vào mỗi dãy chuồng nuôi phải bố trí hố khử trùng, thay bảo hộ lao động cho người ra vào khu vực chăn nuôi nên có ô chuồng nuôi cách ly vật nuôi mới nhập hoặc vật nuôi bị bệnh. Y với chăn nuôi heo, nếu có điều kiện thì nuôi theo phương pháp cách ô. Mỗi ô chuồng có khoảng trống 0,8 đến 1 mét để giảm thiểu heo giữa các ô chuồng tiếp xúc với nhau, có khu vực thu gom và xử lý chất thải, có máng ăn riêng từng ô chuồng, không sử dụng chung dụng cụ chăn nuôi giữa các dãy chuồng và tốt nhất là riêng biệt giữa các ô chuồng, nên để trống chuồng, khoảng 5 đến 10 ngày nếu là gia súc, gia cầm đến kỳ xuất bán khoảng 1 đến 2 tuần nếu không may vật nuôi bị dịch bệnh phải tiêu hủy, ừng thoát nước thải từ chuồng nuôi đến khu xử lý chất thải đảm bảo kín. Nước thải ô chuồng nào thoát riêng ô chuồng đó ra đường thoát nước chung, còn giống, mờ bảo vật nuôi được nhập từ cơ sở có nguồn gốc rõ ràng, các cơ sở chăn nuôi uy tín có thương hiệu, đặc biệt các cơ sở đã được công nhận về vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh để đàn vật nuôi có chất lượng, giống vật nuôi phải khỏe mạnh đã được tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine theo đúng độ tuổi. Vật nuôi nhập từ ngoài tỉnh phải có giấy kiểm dịch. Trước khi nhập đàn, nuôi cách ly ít nhất 2 tuần. Tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho vật nuôi định kỳ và theo đúng lứa tuổi. Thức ăn, nước uống, mờ bảo chế độ chăm sóc nuôi dưỡng. Có thông tin tốt về điều kiện từ nơi sản xuất nơi nhập đàn để có chế độ chăm sóc phù hợp. Cho gia súc, gia cầm tập làm quen dần với môi trường sống mới. Môi trường ăn uống tại cơ sở mới. Sử dụng thức ăn có nguồn gốc rõ ràng, không bị hỏng, mốc và còn hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và an toàn. Trường hợp sử dụng thức ăn tận dụng phải được xử lý nhiệt trước khi cho ăn. Cho vật nuôi ăn đảm bảo dinh dưỡng, đủ khẩu phần, đặc biệt thức ăn có đủ độ đạm. Nguồn nước dùng cho chăn nuôi phải đảm bảo an toàn, nước máy, nước giếng khoan đã qua hệ thống lọc và khử khuẩn, không dùng trực tiếp nước từ các nguồn ao, hồ, kênh, mương chưa qua xử lý thường xuyên xử lý diệt khuẩn nguồn nước uống và nước dùng trong chăn nuôi bằng các loại hóa chất loramin B, iodine, theo liều lượng khuyến cáo của nhà sản xuất, ưu tiên sử dụng chế phẩm sinh học, axit hữu cơ, thảo dược, thường xuyên trộn thức ăn, nước uống để tăng khả năng tiêu hóa, tăng sức đề kháng, phòng trị bệnh cho vật nuôi, chăm sóc, áp dụng phương thức quản lý cùng vào cùng ra, có quy trình chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi theo các giai đoạn sinh trưởng, phát triển hạn chế tối đa người ngoài ra vào khu vực chuồng nuôi trước và sau khi vào ra khu chăn nuôi phải thay bảo hộ lao động sát trùng tay nhún ủng hoặc dày dép vào hố khử trùng bệnh kỳ phun thuốc sát trùng xung quanh khu chăn nuôi ít nhất một lần tuần khi không có dịch bệnh và ít nhất hai lần tuần khi có dịch bệnh bằng các dung dịch sát trùng thích hợp theo hướng dẫn của nhà sản xuất thường xuyên phát quang bụi rậm khơi thông và vệ sinh cống rãnh ngoài chuồng nuôi ít nhất hai lần tháng Chất thải phải được thu gom hàng ngày, chuyển đến nơi tập trung và xử lý bằng nhiệt, hoặc bằng hóa chất, hoặc xử lý bằng sinh học phù hợp. Chất thải rắn trước khi đưa ra ngoài phải được xử lý đảm bảo vệ sinh theo quy định hiện hành của thú y. Các chất thải lỏng phải được dẫn trực tiếp từ các chuồng nuôi đến khu xử lý bằng đường thoát riêng. Chất thải lỏng phải được xử lý bằng hóa chất hoặc bằng phương pháp xử lý sinh học phù hợp.